Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Bot Compong của mình. Thì hôm nay mình sẽ review về món ăn độc nhất vô nhị, đó là món sinh tố mít. Mít năm nay mình trồng được quả rồi các bạn. Đây, để mình quay mít cho các bạn xem nha. Đây là cái mít mình bẻ nha các bạn. Cái mít này 10 năm tuổi các bạn ơi. Mình thấy có người người ta bẻ mấy cái trái nhỏ nhỏ, mấy trái nhỏ nhỏ rồi người ta đâm miếng ớt ăn đó. Còn không biết mùi vị nó ra sao, hình như là chát chát á. Thấy người ta ăn cũng ngon lắm các bạn, mà mình chưa bao giờ thử bao giờ. Cây rất là nhiều trái đó các bạn. Đó. Một nhánh này nó ra cỡ khoảng 20-30 trái vậy đó, nhưng mà nó không đậu, nó rớt hết trơn rồi. Chứ thường là có mấy ông chích hư hết trơn. Quay sát các bạn, phóng to cho các bạn thấy. Gần mấy trái chín ở nó rớt bể hết miếng tôn rồi. Đó. À, đây mít đã được bẻ các bạn thấy không? Đó. Cái mấy trái mít mà chưa gọt đó, nó bị ong chích đó, nó hư đốm 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 vậy đó, nên giờ mình phải sắt nó bỏ. Coi để mình quay gần cho các bạn xem nha. Mít rất là ngon luôn. Đây, bây giờ mình đang lột mít ra rồi bỏ vô dĩa đặng mình xay sinh tố. Nó bị hư gần phân nửa rồi các bạn. Đây, nó đây là sẽ hai trái rồi các bạn ơi, hư gần phân nửa rồi. Nhìn khá là ngon các bạn ơi. Chưa biết mình làm chưa biết mình làm sinh tố như sao. Để chúc mình thử cho các bạn nha. Ôi ôi khướng. Hả? Hả? Anh bánh này nha, bánh này. Đây luôn đi. Đây luôn. Đây chú Tiểu đang ngồi lột mít các bạn ơi. Chú Tiểu này được mấy tuổi rồi? Hả? 13 tuổi hả? Kính thưa các bạn, đây chú Tiểu xuất gia được 1 năm rồi. Hôm nay 13 tuổi. Đang học lớp 7. Nhỏ xíu à các bạn. Người ta 13 tuổi là người ta lớn hết trơn rồi. Cưới vợ đi cơ. 13 tuổi mà còn nhỏ xíu đi học với bạn. Bạn đi đụng té không à? Còn đây, đây là xe gì tu được 1 năm luôn các bạn ơi.
Sao Di này tên gì? Tên Bí. Tên Bí à? Mấy tuổi rồi? 15 rồi. 15 tuổi hả? À, thấy người ta 15 tuổi không? Lớn không? À, Sa Di tên Bí này là có ba anh em mà vô tu ba anh em luôn các bạn. À, năm sau Sa Di này đi học ba lây một á ở chùa nào chưa biết, để năm sau lấy hạng nhất về cho chùa nha. Giờ mình đẻ thêm một trái nữa các bạn. Mà trái này nó bị cũng bị sâu chích cái gì á, bị ong chích, chị lộn. Để nó cũng hư à. Bây giờ mình bẻ mình xẻ coi nó còn được miếng nào thì hay miếng đó. Bắt trở luôn không có. Ném xuống luôn đi. Đó. Còn cái cây kia nãy là mình đi xem rồi mà nó chưa có chín. Bây giờ mình phải chờ mấy tháng nữa mới chín. Đây. Cây mít. Giờ mình xẻ trái hồi nãy mình bẻ luôn nha các bạn. Đây trái nó bị ong chích chứ con gì nó ăn á. Nó còn được phần nào thì mình hay phần đó. Cái này không biết ngọt không, tại vì mình chưa từng thử bao giờ. Đây là cái cây nó ra trái đầu tiên luôn các bạn. Cây rất là nhỏ. Thì các bạn ở nhà thì cứ, nếu mà có khu đất trống thì các bạn cứ trồng đại vài cây ăn trái, trồng bỏ vậy đi, cứ vài năm nó cho trái thì mình được trái mình ăn. Chứ giờ mình đi mua trái cây ở ngoài toàn là thuốc men không, ăn vô bệnh chết luôn các bạn ơi. Cũng được vài miếng các bạn ơi. Kệ đi. Tết đối với mấy sư chỉ vậy thôi. Người ta thì đi chơi còn mình đây có mít ăn thì vui rồi. Cái này khớp luôn. Kệ đi. Thử một miếng coi có ngọt không? Rồi thử coi. Dạ. Bẻ cho cái tàu quen lắm. Sao? Ngọt. Ngọt hả? Ừ, tùy mà duyên á.
Thứ mới cục ấy cơ. Trái này ngọt hơn cái cây dưa mới cục á. Đây trước mình bẻ các bạn ơi. Vậy là ok, chút là mình làm sinh tố là ok luôn á các bạn. Quay phim mà, nó bay cho mình đâu. À, đây là sư bầu. Sư bầu anh của sư bí. Các bạn thấy đẹp trai không các bạn? Rồi. Còn cái thêm nhuyễn chưa? Coi nhuyễn chưa? Mười mấy. Còn cái thêm. Chuyện đó bên. Trời ơi, bụi xích lòng. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Ngon lắm quá. Bỏ thêm miếng đá nữa. Ok. Tiếp. Tiếp tục xay. Cái muỗng á. Nó xuống. Đúng rồi. Ở đây nó chơi. Để đi, khét đi, không sao đâu. Nguyên cảnh, nguyên cảnh, nguyên cảnh. Quá béo luôn. Kìa nó cũng chết luôn. Ôi như vậy chị mùi vậy nó làm sao luôn. Thơm không? Ngon á. Đâu để mình thử một ly coi. Giờ mình bỏ vô mình đây nha các bạn. Nước đá đập, lấy nước đá lấy gì đập á mới được. Đấy, rút kinh nghiệm hồi nãy á, mình bỏ nước đá nguyên cục vậy mình xay không có được các bạn ơi. Xay máy nó bị đứng, nghe mùi khác luôn, tưởng đâu là lại cháy máy rồi đó. Nó nước đá đập cho nó nát hay để vô lỡ rồi, bỏ sữa vô luôn. Bỏ sữa nhiều nó béo ngon lắm các bạn.
Hết chưa? Hết sữa chưa? Chưa. Bỏ hết sữa luôn đi. Thổi á, cái miệng thổi. Ừ. Hết chưa? Hết rồi. Hết. Ờ, rồi. Rồi, đem vô cắm điện, quất. Đây. Ok, vứt thôi các bạn ơi. Rồi, đem xuống, vứt. Mời các bạn nha. Rất là thơm các bạn. Ngon lắm các bạn. Rất là béo, béo mùi sữa, nước đá mình bỏ ít vừa thôi. Đây các bạn nhìn rất là hấp dẫn ha. Cái này sinh tố nhà làm khỏi lo có thuốc có gì hết trơn á. Công nhận đồ nhà làm là chắc ăn nhất, ngon béo rẻ. Mời các bạn ha. Trời ơi, ngon thiệt chứ. Ngon kinh khủng khiếp luôn á. Hồi nãy á, mình chưa biết xay sinh tố. Mình xay mình bỏ vô cho nó nhiều mít á. Kia mình bỏ đá vô nguyên cục. Máy nó xay, hồi nó xay đâu nổi đâu. Nghe mùi khét luôn. Tưởng đâu cháy máy rồi chứ. Ngồi đợi một hồi. Một hồi mình mới xây được. Nên chúc có cái công đoạn mà xây bỏ mít bỏ gì xây á, mình làm chưa có được kỹ á. Các bạn thông cảm cho mình nha. Tại vì mình rút kinh nghiệm lần sau. Nếu mà mình có xây á, mình bỏ trái cây vô, cái cây hoặc trái này kia nọ mình phải làm nhuyễn nó trước, và đá mình phải đập cho nó nhuyễn xong khi mình hả xây. Nếu mà mình bỏ nguyên vậy á, nó xây máy nó chịu không nổi đâu. Thì cuối video mình xin chúc các bạn năm mới vui vẻ nè, trẻ đẹp và làm ăn thành đạt trong cuộc sống nha. Thì các bạn nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký chia sẻ video của mình nha. Nếu video của mình có gì sai sót xin các bạn thông cảm, các bạn comment ở dưới, bình luận ở dưới để mình rút kinh nghiệm mình làm video sau nó tốt hơn. Rồi mình thân ái chào các bạn nha. Bye bye.